Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hà Trâm hồi hộp trước cuộc họp quan trọng liên quan đến con gái. Võ Hà Trâm đã có những chia sẻ hài hước liên quan đến nhóc tỳ trên trang cá nhân. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hà Trâm đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường đáng yêu của bé Moon. Đáng chú ý, Võ Hà Trâm còn tiết lộ hồi hộp trước cuộc họp quan trọng liên quan đến nhóc tỳ. Theo đó, Võ Hạ Trâm chia sẻ, hồi hộp quá, ngày mai lần đầu tiên trong đời có show họp phụ huynh, tới câu chuyện với mẹ Moon luôn, nhà trường ngỏ lời muốn mẹ Moon lên phát biểu 20 phút về đề tài gia đình hạnh phúc, chắc dậy 3 giờ sáng luyện thanh, make up đồ, rồi mai em phát biểu gì cho ngầu bà con. Bức ảnh bé Moon được Võ Hà Trâm chia sẻ. Theo đó, Võ Hà Trâm sẽ có buổi họp phụ huynh cho bé Moon và đây là lần đầu tiên giọng ca về với em làm điều này. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng khi được nhà trường ngỏ lời lên phát biểu chia sẻ trong cuộc họp. Chứng kiến bài đăng của Võ Hà Trâm, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước Mẹ Trâm cẩn thận nhé, giữ hình ảnh cho bé Moon nữa, hát liên khúc đi mẹ Trâm, đủ 20 phút thì xuống là những bình luận mà cư dân mạng treo nữ ca sĩ trước ngày họp phụ huynh lần đầu tiên. Nhóc tì nhà Võ Hạ Trâm được săn đón chẳng hề kém cạnh mẹ. Tổ ấm của Võ Hạ Trâm bên ông xã Ấn Độ được khán giả đặc biệt quan tâm, đặc biệt là kể từ khi chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Hành trình nuôi con của nữ ca sĩ sau đó cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tổ ấm nhỏ của Võ Hạ Trâm được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô tiết lộ cho con gái ăn chay trường từ thở còn trong bụng mẹ lên 2 tuổi, bé Moon nhanh chóng được nữ ca sĩ đưa đến trường để học tập. Võ Hà Trâm nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng cách ăn này có thể không đảm bảo dinh dưỡng. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân tự tin trong việc áp dụng chế độ ăn chay cho quá trình nuôi dưỡng con. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo